có nên phúc khảo khi thi IELTS không? Rất nhiều bạn đặt câu hỏi này, và mình đơn giản trả lời thế này ạ. Nó sẽ tùy vào điểm của bạn. Việc phúc khảo sẽ mất phí 2 triệu và được hoàn lại nếu bạn lên điểm. Có 3 giả định chính như sau. Thứ nhất, nếu điểm bạn thiếu là reading và listening thì thôi khỏi phúc khảo vì cái này chấm bằng máy, nên sai sót gần như không có. Vì yếu tố tâm lý cảm xúc gần như không có. Trường hợp 2 là, nếu bạn thiếu là điểm writing hay speaking, kiểu 0.5 và xác định nếu phúc khảo thì overall sẽ được trên 6 và đảm bảo điều kiện SDS hay khác, nên phúc khảo. Và cuối cùng là cũng thiếu 0.5 speaking và writing, nhưng khi lên điểm, overall vẫn không đủ thì thôi khỏi phúc khảo. Tóm lại việc phúc khảo là cần thiết nếu bạn rơi vào trường hợp thứ 2, còn không bạn nên học và ôn lại. Xác định ban nào yếu thì tập trung ban đó hơn reading và listening thì dễ lên điểm nếu chấp nhận bỏ thêm 1 đến 2 tháng để ôn. Speaking nếu thiếu 0.5 thì cần điều chỉnh lại phương pháp làm bài và cách trả lời. Cơ bản đều có kết quả nếu các bạn thực sự quyết tâm. Chúc các bạn học tốt nhé!